mất bao nhiêu công sức nghiên cứu rồi tìm ra những cái công nghệ mới, chất liệu mới để làm ra được những cái đôi giày chính hãng như thế này. Để làm cái gì? Trong khi anh em có đá đâu, toàn mua giày fake đá thôi. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhé. Những cái đôi giày fake thì nó chỉ nhái được về cái màu sắc này, cái thiết kế này, đấy, các cái kích thước cơ bản bên ngoài thôi. Đấy, anh em nhìn bên ngoài có thể không phân biệt được. Đấy, còn về cái công nghệ này, chất liệu này, làm ra đôi giày ấy, thì nó không thể nhái được 100% đâu nhá. Cùng lắm là được khoảng tầm 70-80% của đôi giày chính hãng thôi. Những cái đôi giày chính hãng như thế này thì được sản xuất với quy trình nghiêm ngặt, đặc biệt là cái trang thiết bị rồi là máy móc của nó rất là tiên tiến. Cái chất liệu để làm ra đôi giày này cũng có giới hạn nhé, phải được kiểm tra rất là nghiêm ngặt, chứ không thể nào sản xuất được số lượng lớn như là những cái đôi hàng fake đâu. Cảm giác trên chân khi anh em đi những cái đôi giày chính hãng này nó cũng khác biệt rất là nhiều so với cả những đôi giày fake. Tại vì chất liệu nó khác cho nên là cái cảm giác nó sẽ sướng hơn rất là nhiều. Những cái đôi giày chính hãng này thì cái độ bền của nó sẽ tốt hơn và cái form giày nó sẽ giữ được lâu hơn nhé. Ví dụ khi anh em đá những cái đôi giày fake thì đá khoảng tầm 1-2 tháng là những cái form giày này nó bị rão ra rất là nhiều. Đấy, thế nên là không vừa chân được anh em nữa. Còn những cái đôi chính hãng thì nó giữ form rất là tốt. Đấy, nên anh em đá có thể một vài năm vẫn thoải mái nhé. Thế là đối với những anh em có đủ kinh tế nhé, khi mà kinh tế của anh em ok, đủ khả năng mua được những cái đôi giày chính hãng như thế này thì anh em có thể sở hữu được. Còn đối với anh em mà kinh tế còn khó khăn ấy thì anh em cứ mua những cái đôi giày fake cũng được nhé. Thôi mình trải nghiệm nó kém đi một chút cũng được, quan trọng đam mê là được nhé. À, nhưng mà quên đấy. Đấy, nếu mà anh em kinh tế thấp thì có thể là đấy, tham khảo những cái đôi giày chính hãng này, đấy, chính hãng của Việt Nam, ví dụ như là Joker này, Camito này. Đấy, cũng rất là tốt luôn nhá. Mà đặc biệt là chính hãng Việt Nam thì gần như không có fake đâu. Anh em khỏi phải lo. Cái phân khúc chỉ có hơn 500 cành thôi, rất dễ dàng để anh em có thể sở hữu. Thôi quan trọng là anh em thích gì thôi. Những cái đôi giày fake mẫu mã điểm hay là những cái đôi giày chất lượng đá, độ bền nó tốt. Đấy, thì tùy anh em nhá. Chúc anh em có thể chọn được những cái đôi giày phù hợp và có những cái trận cầu thật là vui vẻ nhá.